Chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình đang ở đây là có một cái hàng cũng là gọi là phế liệu chiến tranh này. Đây là một cái đầu đạn, nhưng mà không biết là đầu đạn gì. Có một bạn ở Đà Nẵng, bạn ấy gửi cho mình, cái bạn ấy mua được sắt vụn khá là lâu rồi, từ năm ngoái cơ. Nhưng mà mình thật sự là cũng chưa có thời gian đi làm ấy, thì hôm nay thì đúng là mới có thời gian đi làm, thử xem chất liệu thép nó như thế nào. Nhưng mà hàng này thì mình thấy rằng về quan sát bên ngoài nó khá là cũng là ngon đấy. Nhưng mà bây giờ sẽ xem là nó có đánh dao như thế nào thôi. Đấy, phải thử thép. Và bây giờ mình không nhớ là bạn ấy gửi cho mình cái nick là gì. Nếu không tìm lại được thì nếu mà bạn đã đăng ký kênh và theo dõi kênh của mình thì nếu mà xem được clip thì hãy nhắn tin cho mình nhé. Đấy. Và bây giờ thì mấy các bạn hãy theo dõi clip của mình để mình đi làm một con dao. Cái này thì đã xẻ làm ba rồi. Đây, khó hơi nó mới ra nhé. Cắt thì rất là lâu. Hình dạng ban đầu của nó như thế này. Nó là một nửa các bạn ạ. Đây, một nửa này. Thì đã phá ra trước rồi. Không biết là ra phá ra trước hay là nó tự nổ. Đây là cái đầu của nó này. Đấy, cái đầu của nó nhé. Bây giờ sẽ xử đi làm xem nó như thế nào. Đấy, mời các bạn hãy theo dõi clip và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.
Bây giờ thì mình vừa mới làm xong cái con dao làm bằng cái đầu đạn nhá. Không biết là cái đầu đạn gì, nếu bạn nào biết thì các bạn có thể bình luận ở dưới video cho mình để mình được biết xem là đấy là cái đầu đạn gì. Và khi mình làm xong mình nhìn thấy rằng là nó giữ cạnh, làm thì giữ cạnh rất là tốt. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn bị rỉ, chứ con này thì nó không có cái việc là chống rỉ nhá. Thép thì nó dính nước thì vẫn rỉ bình thường thôi. Đấy. Đấy, nhưng mà nó sẽ khi mà đánh ấy thì mềm. Khi đi đánh thì mềm, nhưng mà khi nó nguội rồi ấy, thì nó lại rất là cứng. Đặc điểm của nó như vậy. Con này thì mình làm bằng cán là gỗ cẩm chỉ này. Khâu khâu đồng và có chắn đồng. Có bao nhé. Bao đây. Bao có khóa nhé. Thoải mái luôn. Đây, đây là con dao. Xem. Mặt trước này, mặt sau. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Đấy. Khóa nhá. Đấy. Rút vào một cái là dính luôn. Mình mài sắc rồi. Tre này mình chỉ cần chặt một cái thôi. Con này thì để mình đo chiều dài của nó nhé, xem nó dài bao nhiêu. Thì con này có chiều dài tổng cộng là 28 cm này. Chỉ dài lưỡi 28 cm nhé. Cán này mình làm dài đó là 14,5. Rộng nhất ở đây nó là 5,2 cm. Và sống của nó là dày, ở đây con này là dày 7 ly 8 ly, con này dày 8 ly, sống dày 8 ly, các bạn xem này. 8. Sống dày 8 ly nhá. Đây, mình làm dày dặn hơn. Đây, trọng lượng khoảng rơi vào 5 lạng. Như này. Loại chặt thì đối với những loại tre như thế này nó chỉ chặt nó phát là đứt thôi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Rất nhẹ. Đó. Thấy không ạ? Có đến chặt gỗ nghiến thì nó ok. Giữ cạnh rất là tốt luôn. Bạn xem giữ cạnh ok này, chặt thì đầm. Con này thích hợp mang về cho các bạn là chuyên đi chặt đấy. Thái thì các bạn có thể thái từ cái đầu mũi này trở lên thái cũng được. Lưỡi của mình làm cũng không quá mỏng nhưng cũng không phải là quá dày. Ok đi. Các bạn thấy mình chặt đúng không ạ? Rất thẳng tay. Và nó do là dao nó đầm nên chặt cũng rất là sướng luôn. Đây nhé. Quay kỹ lưỡi cho các bạn xem này. Đây, đây nhé. Đó. Đấy. Đấy, rất là tốt đúng không ạ? Ngậm luôn. Đấy, một con dao như thế này đấy. Nếu bạn nào bạn thích sưu tầm thì có thể eBay trực tiếp cho mình nhé. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Và mong các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình.